Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ukraine sẽ tăng cường sản xuất máy bay không người lái. Theo Reuters ngày 3 tháng 9 cho biết, Ukraine dự báo sự bùng nổ về sản xuất máy bay không người lái. Theo đó, Ukraine dự định sẽ tăng sản lượng máy bay không người lái sớm nhất là vào mùa thu này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã nói điều này vào chủ nhật khi nước này tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên hơn vào lãnh thổ Nga. Hình ảnh Reuters đưa tin. Reuters cho biết quân đội, chính phủ và các công ty tư nhân của Ukraine đang làm việc để tạo ra một kho vũ khí máy bay không người lái, giá rẻ và dễ sản xuất mà họ hy vọng có thể trở thành người thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống lại Nga. Họ đã sử dụng máy bay không người lái cho cả trinh sát và tấn công. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã diễn ra trong những tuần gần đây, với hàng chục máy bay không người lái tấn công Nga cùng lúc vào một số ngày, vườn xa đến thành phố Biscof ở phía tây, cách Ukraine 400 dặm. Reuters cho hay, Kiev đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các sân bay và máy bay không người lái thủy sinh để tấn công các tàu và cây cầu đến Crimea. Tôi nghĩ rằng mùa thu này sẽ có sự bùng nổ trong việc sản xuất các máy bay không người lái khác nhau của Ukraine, bay, nổi, bò, vân vân. Và điều này sẽ tiếp tục phát triển về khối lượng Olesi Reniskov nói với hãng tin UKIFROM của nhà nước. Ông ấy nói với Reuters rằng lý do cho sự tăng trưởng của sản xuất là chính quyền đã giảm các quy định và luật khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đã viết lại các quy định và đơn giản hóa các quy trình. Và tôi tin rằng chúng tôi cũng đã thành công trong việc đó và cho chúng tôi cơ hội để tăng cường như vậy. Đặc biệt là đối với các nhà sản xuất máy bay không người lái đã bắt đầu sản xuất từ nhà để xe, anh ấy nói. Ukraine phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp vũ khí phương Tây hiện đại, nhưng Kiev đã cam kết không sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga. Và đối với các cuộc tấn công như vậy, nước này chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước, chủ yếu là máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã phá hủy tổng cộng 281 máy bay không người lái của Ukraine trong tuần qua, bao gồm 29 máy bay ở các khu vực phía Tây của Nga cho thấy quy mô cuộc chiến máy bay không người lái hiện đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Hình ảnh một binh sĩ Ukraine đang sử dụng drone. Ukraine đã tấn công một số sân bay sâu bên trong nước Nga, trung tâm của Moscow và các căn cứ quân sự ở Crimea bị chiếm đóng và ở các khu vực gần biên giới Ukraine. Các quan chức Ukraine thường nói ít hoặc không nói gì về các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga nhưng nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga là rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của đất nước. Hồi tháng 6, Ukraine đã sử dụng thành công máy bay không người lái được sản xuất trong nước với tầm bắn 620 dặm, tức 1.000 km. Nhà sản xuất vũ khí nhà nước Prom cho biết. Vào mùa thu năm 2022, họ đang hoàn thiện công việc trên một máy bay không người lái mới có tầm bắn 1.000 km và đầu đạn nặng 75 kg. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký thành luật để miễn thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng cho các nhà sản xuất máy bay không người lái trong nước. Nhà lập pháp Jaroslav Zelensky đã viết trên Telegram các cuộc tấn công vào Nga trong những tuần gần đây, bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lặp đi lặp lại vào trung tâm Moscow, đã lần đầu tiên đưa chiến tranh trở lại với nhiều người Nga, ngay cả khi người Ukraine đã trải qua một năm rưỡi trong tình trạng nguy hiểm liên tục từ các cuộc không kích. Moscow đã không ngừng tấn công các thành phố của Ukraine bằng tên lửa tầm xa và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong suốt cuộc chiến Hàng nghìn thường dân Ukraine đã bị giết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Ukraine sẽ tăng cường sản xuất máy bay không người lái. Nhiều quốc gia phản đối bản đồ mới của Trung Quốc. Theo VOA ngày 2 tháng 9 cho biết, nhiều nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã phản đối khi Trung Quốc công bố một bản đồ chính thức tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết biển đông cũng như các khu vực có tranh chấp với Ấn Độ và Nga hình ảnh VOA đưa tin. Theo đó, báo chí Trung Quốc mới đây công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 của Trung Quốc đã chính thức được phát hành vào ngày 28 tháng 8 và ra mắt trên trang web của Dịch vụ Bản đồ Tiêu chuẩn do Bộ Tài nguyên Trung Quốc quản lý. Bản đồ này được biên soạn dựa trên phương pháp vẽ đường biên giới quốc gia của Trung Quốc và các nước khác nhau trên thế giới. Trong số các phần lãnh thổ được đưa vào bản đồ mới có bang Arunachal, Pradesh của Ấn Độ, khu vực Trung Quốc lâu nay vẫn tuyên bố chủ quyền là phần phía nam của Tây Tạng và Aksai Chin, khu vực khô hạn ở Tây Bắc Ladakh vốn bị Trung Quốc chiếm đóng kể từ khi kết thúc chiến tranh Trung Ấn năm 1962. Một điểm khác biệt của bản đồ mới là đường 10 đoạn bao quanh biển Đông, đường 9 đoạn và toàn bộ đảo Đài Loan và thứ 10, cùng một số đảo nhỏ của các nước Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền như Việt Nam Philippines, Brunei, Malaysia và Indonesia. Đường 10 đoạn này cũng bao trùm thêm nhiều khu vực thuộc EEZ của nhiều quốc gia Biển Đông khác. Ngoài ra, theo bản đồ này, một phần lãnh thổ của Nga và đảo Bolshoi Osuri cũng bị coi là lãnh thổ của Trung Quốc, mặc dù đã có sự phân định giữa Nga và Trung Quốc. Theo Hiệp ước năm 2008 giữa Nga và Trung Quốc, hòn đảo này được phân chia giữa hai nước, Tuy nhiên, bản đồ chính thức mới của Trung Quốc lại đánh dấu toàn bộ hòn đảo là điểm cực đông của lãnh thổ Trung Quốc. Đảo Bolshoi Usuriski có diện tích từ 327 đến 350 km vuông, tùy thuộc vào mực nước sông. Từ đầu thế kỷ 19 đã có một cuộc đấu tranh lâu dài giữa Nga và Trung Quốc để giành quyền kiểm soát hòn đảo này. Nhưng trong những năm 1920-1930, hòn đảo này đã được quân đội Liên Xô bảo vệ tuyên bố chủ quyền lâu đời của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến nước này rơi vào thế đối đầu căng thẳng với Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Tất cả các nước này đều có tuyên bố chủ quyền cạnh tranh nhau. Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra chiến tranh ở biên giới vào năm 1962 và ranh giới tranh chấp đã dẫn đến tình trạng đối đầu kéo dài 3 năm giữa hàng chục nghìn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực Ladakh. Một cuộc đụng độ 3 năm trước trong khu vực đã giết chết 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc. Hình ảnh đường lưỡi bò hay còn gọi là đường đứt khúc do Trung Quốc tự vẽ trên Biển Đông. Sau khi bản đồ của Trung Quốc được công bố, Ấn Độ đã phản ứng trước, cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là không có cơ sở. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bachi nói: "Những bước đi như vậy của phía Trung Quốc chỉ làm phức tạp thêm việc giải quyết vấn đề biên giới." Ấn Độ đã khiếu nại chính thức vào ngày 29 tháng 8 thông qua các kênh ngoại giao, Malaysia sau đó bác bỏ tuyên bố đơn phương của Trung Quốc và nói thêm rằng bản đồ này không mang tính ràng buộc pháp lý với Malaysia. Việt Nam, Đài Loan, Indonesia và Philippines là các nước tiếp theo lên tiếng phản đối. Việt Nam nói các yêu sách này vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quyền tài phán đối với các vùng biển của việt nam và cần được coi là vô hiệu vì chúng vi phạm công ước liên hiệp quốc về luật biển hòn đảo tự trị đài loan mà trung quốc tuyên bố là của mình cũng bác bỏ đường chính đoạn và yêu sách về biển đông của bắc kinh các yêu sách lãnh thổ đôi khi dẫn tới sự đối đầu trực tiếp cách đây hơn một tuần các tàu philippines đã vượt qua vòng phong tỏa của tàu tuần duyên trung quốc tại khu vực tranh chấp trên biển đông để cung cấp hàng tiếp tế cho lực lượng Philippines bảo vệ bãi cạn tranh chấp. Để phản hồi về bản đồ, Bộ Ngoại giao Philippines đã trích dẫn phán quyết năm 2016 của tòa án trọng tài ở The Hague theo công ước Liên hiệp quốc về luật biển, trong đó phần lớn vô hiệu hóa yêu sách của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ biển Đông và ủng hộ Philippines kiểm soát tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Nhiều quốc gia phản đối bản đồ mới của Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d